Facebook của mình đang nuôi một con chó. Con chó gọi là Shit Bồn. Lâu lâu nó vào nó cắn, nó đốt đít mình một cái. Mình thấy lâu lâu có một thằng ba que xỏ lá, có thằng chó nó vào cũng đâu cũng vui. Nó nói ở bên này sướng lắm mà làm sao nó lấy cái tên Shit Buồn. Sydney là một cái tiểu bang lớn nhất ở Úc đấy. Nó sống ở bên đấy. Chắc cũng già cũ đế ra rồi, tội nghiệp suốt ngày căm thù cộng sản. Thỉnh thoảng vào đốt đốt một cái xong rồi chạy mất. Đây là khu nhà gần mình ở nhá. Đi ra chỗ giàu liên quan đến người nghèo, người nghèo liên quan đến người giàu. Cái người ta có tiền người ta mở ra, người ta buôn bán thì người ta phải cần những cái người ta có tiền để mua bán cho mình. Nếu mà không có đi mua bán được thì chết đói. Cho nên tại sao ở cái đất này khi mà kinh tế nó xuống rồi, cái thời gian dịch bệnh ấy, người ta phải, chính phủ người ta phải cho tiền. Là bởi vậy cho tiền rồi những cái người ấy, người ta có tiền người ta mới đi mua các thứ, người ta đi ra shop người ta mua, thì những cái người người ta có shop người ta bán thì người ta mới bán được tiền, thì chính phủ nó mới thu được thuế. Mọi người hiểu không? Ở cái đất này nó là như vậy. Cho nên chính phủ nó phải bỏ tiền ra, nó cho người dân, những cái người mà thu nhập thấp, hay là nó giúp đỡ những cái doanh nghiệp. Nếu mà doanh nghiệp mà sập tiệm rồi người dân không có tiền thì chính phủ nó cũng không có tiền, tại vì người dân, chính phủ ở đây là nó chờ người dân đóng thuế cho nó thì nó mới tồn tại được. Người dân đi làm
đi làm thì cái công xưởng đấy thì nó phải có người buôn bán hay là thu mua hay là đặt hàng hay là cái này cái kia thì nó mới có tiền. Có tiền thì nó mới phát cho công nhân. Công nhân được tiền rồi phải đóng thuế cho nhà nước. Xong rồi có dư giả thì đi ra ngoài ăn uống rồi mua bán này kia mua sắm thì những cái người ta bán được thì người ta lại có tiền, người ta lại đóng thuế cho chính phủ. Đấy, nó là một cái vòng tròn như vậy. Cho nên người nào cũng liên quan đến nhau hết. Đừng có nói là ô tao giàu, tao không có care, tao không có sợ cái gì hết. Mà nói túm lại á là giàu, giàu cũng có cái khổ của giàu, mà nghèo cũng có cái khổ của nghèo. Sống ở đâu cũng vậy thôi. Tốt nhất là mình không bao giờ được tự cao tự đại đó. Hôm nay ta có đấy, đừng có tự cao vỗ ngực, ô tao thế này tao thế kia. Có một bà vỗ ngực, ơ con tao nó đi làm nó nuôi những cái người ăn thất nghiệp ăn này ăn kia, mẹ mấy hôm sau đụng xe rồi cuối cùng ở nhà ăn thất nghiệp đó. Cái đó là vỗ ngực ấy. Ta đây á, chê người này chê người kia, coi thường người này coi thường người kia, cuối cùng mình cũng giống người ta. Đây là mình đi ra chỗ mua cây, mua cối, mua hoa, mua quả. À mua cây cối. Chỗ này, chỗ này nó dâm. Đưa cái đít vào. Ok, tới nơi rồi. Chào mọi người nhé. Lúc nào lại về tám tiếp.